Chào các bạn, Sen và Gốm xin trân trọng giới thiệu với các bạn bộ ấm chén sứ xanh lục. Đó là một sản phẩm hỏa biến và cái phần ấm này khá là đặc biệt. Có lẽ là một cái set ấm mà các bạn sẽ khó tìm ở bên ngoài với cái chất màu đồng, xanh đồng như thế này. Nắp ấm thì màu xanh lục. Cùng là một mẻ lò da nhưng mà màu của ấm sẽ đậm hơn với cả màu của chén. Đây là set ấm trà kiểu duy nhất còn lại tại xưởng Gốm. Dung tích chén khoảng tầm 50ml. Một ấm 6 chén. Với set ấm này thì bên mình sẽ có chương trình tặng khay trà bằng gỗ hình tròn như thế này đi kèm. Ấm này có 6 lưỡi. Trong phần lọc của ấm này sẽ có 6 lỗ đục tay, quai mây. Dung tích của chén và màu của chén thì mình đã sắp xếp có cái sự thay đổi một chút là do hỏa biến nên là những cái gam màu sẽ của chén sẽ hơi thay đổi một xíu. Các bạn đang nhìn chiếc chén này thì xanh lục đậm, sau đó đến chiếc chén này thì xanh nhạt hơn một xíu thôi. Đó là hỏa biến. Đó là một tác phẩm khá là độc bản và độc đáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.